Chào các bạn, hôm nay mình sẽ gửi các bạn một sản phẩm hoàn toàn mới, một cái chiếc máy có lẽ các bạn cũng rất là quen thuộc rồi, đến từ Samsung. Và trong năm ngoái thì Galaxy J7 Pro là một trong những sản phẩm mà chuyên gia selfie và được rất nhiều người dùng lựa chọn và đánh giá cao. Trong năm 2018 này thì trước khi cho ra một sản phẩm mới thì Samsung họ đã làm mới lại chiếc J7 Pro này bằng cách là tung ra một sản phẩm với cái màu sắc, một diện mạo mới, đó chính là cái phiên bản màu hồng trên tay mình. Đó thì sản phẩm này hiện tại với giá niêm yết đang được bán ở các siêu thị lớn là 6.990.000. Nhưng khi các bạn mua chiếc J7 Pro này ở Diệu Thu Minh thì sẽ được giảm giá trực tiếp 1 triệu đồng, chỉ còn 5.990.000 thôi. Thì với mức giá rất là hấp dẫn như này thì có thể nói đây chính là một trong những chiếc máy mà selfie dành cho những bạn trẻ chúng ta sẽ không thể bỏ qua. Đây, và chúng ta sẽ có một cái phiên bản màu sắc, một diện mạo hoàn toàn mới. Và bên trong phụ kiện của chiếc máy này thì mình sẽ có đó là sách hướng dẫn sử dụng này, một chiếc tai nghe, một cáp kết nối micro USB, một cái que chọc SIM cũng như là một cái củ sạc. Những phụ kiện rất là đơn giản và đầy đủ. Trở lại với chiếc Galaxy J7 Pro trên tay mình thì trước đây khi ra mắt thì nó sẽ có 3 phiên bản màu sắc, đó là màu đen, màu xanh cũng như là màu vàng. Đó, đây thì mình đã có sẵn một chiếc máy màu đen ở đây. Và với cái phiên bản màu hồng rất là nữ tính như này thì nó sẽ phù hợp với những bạn nữ hoặc là những bạn nam nào phải thực sự là cá tính mới có thể dùng sản phẩm này. Thì có thể nói là chiếc J7 Pro là một sản phẩm có thiết kế rất là đẹp, nó được làm bằng kim loại nguyên khối hoàn toàn. Đó thì với những cái phiên bản màu sắc trước như là màu đen hay là màu xanh hoặc là màu vàng thì có lẽ theo mình thấy nó sẽ phù hợp với những người dùng là nam giới hơn. Còn với phiên bản màu hồng này thì chắc chắn là nó sẽ dùng cho các bạn nữ rồi. Thì nhân cái dịp Tết năm nay thì những bạn nam hoặc là chúng ta muốn tặng các bạn nữ, chúng ta hoàn toàn có thể mua chiếc J7 Pro phiên bản màu hồng này để tặng cho người mình thân yêu nhất. Trở lại với sản phẩm thì chúng ta sẽ có hai dải anten phía trên và phía dưới được làm cách điệu. Nó sẽ có thiết kế khác hoàn toàn so với những sản phẩm như iPhone 7, cái dải anten được làm ở phía dưới. Còn sản phẩm này, viền anten được làm khoét sâu ở bên trong. Chúng ta sẽ có một cái camera rất là nổi bật ở đây với số chấm lên tới 13 megapixel, logo Samsung. Nhìn chung về cái phiên bản màu sắc như thế này thì mình thấy là nó sẽ mang lại cái gì đấy nó nhẹ nhàng, nó nữ tính, nó sẽ phù hợp với những người dùng là các bạn nữ. Chúng ta muốn có một sản phẩm selfie đẹp. Đó thì sản phẩm này toàn bộ phần mặt sau nó sẽ được bo cong một cách rất là mềm mại, và khi cầm nó sẽ cho cảm giác bám vào lòng bàn tay hơn. Ở phía trước chúng ta sẽ có một màn hình với kích cỡ rất là lớn là 5,5 inch và sử dụng độ phân giải là Full HD. Trước đây thì chúng ta biết là cũng có một sản phẩm đó chiếc G7 Prime cũng với màn hình 5,5 inch Full HD. Tuy nhiên cái điểm yếu của sản phẩm đó là cái việc sử dụng màn hình LTPS, nó cho cái hiển thị khá là nhợt nhạt. Còn với chiếc J7 Pro này thì nó được trang bị hẳn cái màn hình Super AMOLED, một cái màn hình cao cấp hơn. Vì vậy các bạn thấy là cái màu sắc hiển thị nó đậm đà hơn rất là nhiều. Màu đen hiển thị có chiều sâu. Khi các bạn xem phim giải trí hay chơi game, những cái tông màu ấm được làm nổi bật lên nhìn rất là đẹp mắt. Đó thì máy nó sẽ có hai cái viền màn hình rất là mỏng như này. Và cái điều đặc biệt của máy đó chính là được trang bị cái viền 2,5D. Khi các bạn chúng ta vuốt từ cạnh này cảm giác nó rất là mượt mà và nó không hề có cảm giác cấn cũng như là khó chịu khi cầm trên tay. Chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay được đặt ở phím home vật lý ở phía dưới và giúp các bạn cũng có thể mở khóa nhanh hơn. Thì bản thân mình thích những cái sản phẩm có cảm biến vân tay phía mặt trước bởi cái việc thao tác nó sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta chỉ chạm ngón cái vào là nó sẽ vừa mở khóa vân tay và mở khóa màn hình. Đó, và chúng ta sẽ có hai phím chạy đa nhiệm cũng như là phím back được trang bị ở hai bên. Phía trên sẽ là một cái camera selfie với độ phân giải lên tới 13 megapixel, loa đàm thoại cũng như là có hẳn một cái đèn flash ở đây thì giúp các bạn có thể chụp trong cái điều kiện thiếu sáng vẫn mang lại những bức hình rất là đẹp mắt. Có một điều đặc biệt trên chiếc máy này đó là nó có cái vị trí loa ngoài được thiết kế khác biệt so với những sản phẩm ở trên thị trường hiện nay. Thông thường những chiếc máy khác thì loa ngoài sẽ được đặt ở phía dưới hoặc đặt phía mặt sau. Còn riêng với chiếc J7 Pro này thì loa ngoài của nó được đặt ở cái phía cạnh trên bên cạnh phải như này. Đó thì đây là một thiết kế mình thấy nó cũng khá là khác biệt và tạo nên cái điểm nhấn của sản phẩm. Về mặt hiệu năng thì chiếc J7 Pro thì nó sẽ có một cấu hình hoàn toàn tương đương như chiếc J7 Prime. Đó là nó sẽ có con chip Exynos 7870. Và con chip này hiện tại thì nó vẫn cho một cái tốc độ khá là ổn định. Mặc dù nó không có cấu hình quá mạnh, tuy nhiên các bạn vẫn có thể trải nghiệm tất cả những tựa game 3D hiện nay một cách dễ dàng. Đó thì con chip Exynos của Samsung thì hiện tại có lẽ mình đánh giá nó cái tính ổn định của nó chỉ sau những cái con chip đến từ Qualcomm mà thôi. Đó thì con chip này các bạn vẫn có thể trải nghiệm mượt mà. Máy sẽ có 3GB và bộ nhớ trong lên tới 32GB. Và hiện tại thì đang được chạy sẵn trên nền tảng Android 7.0. Và đặc biệt là cái phiên bản giao diện của nó là Samsung Experience 8.1. Thì đây cái giao diện rất là mới được trang bị trên những sản phẩm như là F8 hay F8 Plus. Đó, như vậy với một sản phẩm tầm trung nhưng chúng ta có một giao diện của nó rất là mới mẻ và những thao tác của nó rất là dễ dàng sử dụng. Đây là giao diện hành chính và chúng ta chỉ vuốt lên là sẽ là cái giao diện mà tất cả những ứng dụng ở đây. Thì do là một chiếc máy chính hãng nên là tất nhiên là các bạn sẽ sử dụng được cái ứng dụng Knox. Đây là ứng dụng bảo mật độc quyền Samsung mà nếu như các bạn rút máy thì sẽ không thể sử dụng cái tính năng này. Và đương nhiên những tính năng như thư mục bảo mật thì các bạn vẫn có thể đảm bảo cho chúng ta có một cái sản phẩm nó sẽ có bảo mật cái dữ liệu tốt nhất cho các bạn, những dữ liệu riêng tư của bạn mà các bạn không muốn cho người khác xem. Và ngoài ra thì với những chiếc máy chính hãng thì luôn đi kèm đó là một cái ứng dụng đó là quà tặng Galaxy. Thì với ứng dụng quà tặng Galaxy này thì các bạn có thể chúng ta sẽ có những cái voucher giảm giá ăn uống, xem phim với mức giá rất là rẻ thì các bạn có thể sử dụng ứng dụng này. Nó đặc biệt phù hợp với những người dùng ở giới trẻ và chúng ta hay đi mua sắm cũng như ăn uống cùng với bạn bè. Và có lẽ cái điểm nhấn đáng chú ý nhất trên sản phẩm này đó chính là về camera. Thì cả cái bộ đôi camera trước và sau của nó đều là 13 megapixel, một con số rất là lớn. Camera sau thì nó sẽ sử dụng cái khẩu độ là f1.7, một khẩu độ rất là lớn thì giúp các bạn có thể chụp những cái bức hình trong điều kiện thiếu sáng với chất lượng đẹp hơn. Đó, các chế độ chụp ảnh thì các bạn có thể thấy đây, chúng ta sẽ có chế độ tự động, chế độ chụp chuyên nghiệp. Thì với những bạn làm chúng ta hiểu rõ những cái thông số chuyên sâu thì các bạn có thể điều chỉnh cái chế độ chuyên nghiệp này thì giúp chúng ta có thể tùy chỉnh các thông số như là cân bằng trắng này, điều chỉnh ISO, điều chỉnh sáng tối. Ngoài ra thì máy cũng hỗ trợ những cái chế độ đo sáng khác nhau như là đo sáng điểm hay là đo sáng trọng tâm. Đó, trong cái phần cài đặt thì các bạn có thể chỉnh những cái thông số khác như là kích cỡ ảnh này, 13 megapixel, hay là các bạn có thể chỉnh được kích cỡ video. Và máy có thể quay tối đa với cái độ phân giải là Full HD. Và cái camera selfie là thứ mà mình muốn đánh giá nhiều hơn, bởi cái xu thế hiện nay thì rất nhiều người trẻ thích chụp ảnh tự sướng với camera trước. Thì như mình nói lúc ban đầu, sản phẩm này sẽ có camera phía trước lên tới 13 megapixel và sử dụng khẩu độ f1.9. Thì ở đây thì máy nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều chế độ chụp khác nhau. Chúng ta sẽ có chế độ lấy nét selfie, đây có thể gọi là chế độ chân dung ấy. Các bạn chụp thì nó sẽ làm mờ cái phần hậu cảnh, hay là còn gọi là chụp xóa phông. Đó thì chúng ta sẽ có những cái bức hình rất là đẹp khi các bạn chụp selfie với cái tính năng này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể điều chỉnh màu sắc làn da, độ mịn làn da, chỉnh mặt thon V-line hay là chỉnh kích cỡ của đôi mắt để giúp cho bức hình của bạn đẹp nhất. Và đương nhiên với việc trang bị hẳn một cái đèn flash LED ở phía trước thì sẽ giúp máy nó có những cái bức hình chụp trong điều kiện sáng chất lượng tốt nhất. Và chúng ta sẽ có những cái bộ lọc màu cung cấp sẵn để các bạn không phải cài đặt ứng dụng như 360 hay là Make Up Plus bên ngoài mà vẫn có thể cho ra